Đây. Đây nhá, nay em lại có thêm cái SE 2020 về nhá. Đấy thì toàn là máy sạc ít pin 100% thôi, đẹp như mới luôn. Ở trong cái video này ấy, thì em sẽ không nói về cấu hình này, thông tin này, ưu điểm, nhược điểm của nó làm gì đâu nữa nhá, bởi vì cái này nói quá nhiều rồi. Còn hình thức của mấy con này, SE 2020 thì máy sạc ít pin 100% thì nó đẹp gần như mới, không xước sát gì cả. Cái con này nhá, nếu mà anh em chỉ làm máy phụ này hoặc là để làm hotline cho các công ty, các doanh nghiệp ấy thì con này không có gì để chê cả. Giá thì quá là hợp lý. Cộng sạc ấy các thứ vào rồi ấy, nó cũng chỉ hơn 3 triệu thôi. Mua 10 con này ấy, nó chỉ bằng một con 15 Pro Max. Còn cái con này ở năm 2020 ấy, thì nó bị chê rất là nhiều và tỷ lệ bán ra thì cũng rất là ít. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy ấy, mình cũng nghĩ là con này sẽ bị khai tử sớm thôi. Nhưng mà không hiểu sao nhá, đến cái tầm năm 2023 và 2024 nhá thì con này lại được chuộng vãi cả trường. Không biết là đến năm nay ấy, thì nhiều anh em mới nhận ra được cái vẻ đẹp của nó, hay là đến nay thì anh em mới nhận ra được là cái ý đồ của Apple như nào, hay là đến nay là có càng nhiều mã mới rồi, thay đổi mới rồi thì anh em lại muốn quay về lại những cái thiết kế cũ nhỉ. Nhiều khi em suy nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Còn tất cả các máy bên em nhập về ấy, thì đều được bóc ra và kiểm tra hết rồi, cam kết là không zin, hoàn tiền tặng máy, anh em có thể mang đi bất kỳ đâu kiểm tra nhé. Bảo hành 12 tháng này, lỗi một đổi một này, rơi vỡ thì được sửa chữa free, reset bảo hành thì chỉ 500k và lên đời thì thu vào 100% giá bán lẻ. Nên là anh em mua cái dòng này này, anh em cũng không lo ấy, là mất giá đâu. Anh em mua con này nhá, sau anh em lên đời XR, XS 11 là thoải mái, bù nó không đáng bao nhiêu đâu. Còn anh em nào mà đang sử dụng cái con SE này mà muốn biết là lên đời XR, XS, XS Max thêm bao nhiêu thì anh em comment ở phía dưới để em tính cụ thể đó nhá. Thế nhá.